Đường phố, cây cối bật gốc, ngã đổ ngổn ngang. Ô tô bị cây ngã để trúng la liệt. Nhà cửa, công trình đổ sập, hư hỏng. Mưa lớn do ảnh hưởng từ bão số 3, tức bão Yagi, còn gây ra sạt lở đất, làm sập nhà dân tại Hòa Bình khiến 4 người thiệt mạng. Bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc với cấp 13, cấp 14 và cấp 16, cấp 17 gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, bão Yagi là cơn bão rất đặc biệt, hình thành ở phía đông của Philippines, nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, với sức gió mạnh nhất cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Ngoài ra, hoàn lưu bão Yagi có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, gồm 26 tỉnh, thành phố gây mưa lớn cho khu vực này, nhất là khu vực miền núi phía Bắc. Theo thống kê, sau khi đổ bộ vào miền Bắc, bão Yagi đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tính đến 7 giờ sáng 8 tháng 9, bão làm 5 người chết, gồm tại tỉnh Quảng Ninh 3 người, tại thành phố Hải Phòng 1 người và tỉnh Hải Dương 1 người. 186 người bị thương, gồm tại tỉnh Quảng Ninh 157 người, tại thành phố Hải Phòng 13 người, tại tỉnh Hải Dương 5 người và tại thành phố Hà Nội 10 người. 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Bên cạnh đó, có hơn 3.200 nhà ở bị hư hỏng, hơn 400 cột điện bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Về nông nghiệp, hơn 121.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại, hơn 5.000 hecta cây ăn quả bị mất trắng, trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá, bão Yagi gây thiệt hại rất lớn, có những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể, dù đã sớm nắm bắt diễn biến của bão và chỉ đạo từ sớm, từ xa, từ khi bão hình thành, các địa phương đã vào cuộc sớm, quyết liệt và chủ động trong thông tin cảnh báo đến người dân về diễn biến của bão, cũng như công tác chuẩn bị ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng đây là cơn bão rất mạnh, đổ bộ với thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh nên thiệt hại rất lớn. Bên cạnh đó, một số chủ tàu và các thuyền viên chưa tuân thủ hướng dẫn kêu gọi của chính quyền và cơ quan chức năng phải lên bờ khi bão đổ bộ, dẫn đến bị mất tích, không liên lạc được khi neo tàu bị đứt, trôi dạt. Chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông trên đường khi bão đổ bộ nhưng vẫn có tình trạng người dân thực hiện không nghiêm dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cây đổ, đặc biệt chưa thực hiện nghiêm túc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo dẫn đến bị tốc mái, gãy đổ rất nhiều.